Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum Ngay bây giờ là 6 giờ 12 phút PM Ngày 6 tháng 11 năm 2023 Ngày vô luôn Giá của Ethereum Ngay bây giờ là 1893 Và vừa rồi đã, nó đã lên Và nó vô cái khung mà mình đã chia sẻ cho bạn Cách đây bao nhiêu lâu okay. Vô dính với cái giá 1900 Giữa 19, và 1950 thì vừa rồi cái đỉnh của nó là lên tới 1093 ok thì về đếm sóng thì rõ ràng mình cũng đã biết là mình nằm trong cái sóng số 5 ok vừa rồi là nó đã kết thúc cái sóng số 5 nhưng vừa rồi á, nó lên tới 1093 đó là một con giá gọi là con giá gọi là ít nhất có thể nghe và nó có vẫn có thể ok vẫn có thể bay bổng hơn thêm chút xíu nữa ok và đây là những cái con giá mà mình nên quan tâm kế tiếp à, đây một nghìn 1975 2001 21 nếu nó còn râu ria lên nhưng mà nếu nghe nếu mà nó có cái tín hiệu quay đầu đi xuống lại kém okay, thì nó sẽ vốn với cái vùng ở vùng này ngay cái vùng này và cái vùng này á cái con giá mà quan trọng nhất là cái con giá 1760 62 bởi vì đây nghe dựa theo những cái chống lưng ở đây và những cái chống lưng quá khứ là nằm đâu khoảng có 1762 thì rõ đây, đây mình uh, chuẩn bị xóa bớt đi ha. Thì vừa rồi là ở đây mình nói là phá vỡ đỉnh này là đi nó đi lên một khúc đúng không? Ok đi lên, okay. Gọi là nó phá vỡ cái đỉnh này, là okay. cái là để nó lên cái sóng số 5. Đây mình đã ghi. Phá vỡ 1840 break up nè. Uh, và phá vỡ đi lên thì sóng số 5 sẽ được xảy ra, uh, File is on, ok. Thì cái đó đã được xảy ra rồi. Ok thì bây giờ mình xóa bớt đi Có khá là nhiều thông tin đang nằm trên màn hình này. Ok, chúc mừng cho những người anh em đã đợi cái con Ethereum tới 1009 ok chúc mừng chúc mừng và chúc mừng rồi cái cuối cùng nó cũng đã đến à, cũng giống như mong đợi đúng không mong đợi không? À, và sau đó là chuẩn bị mình uh, sau khi sống số 5 kết thúc và ngay bây giờ mình chưa có một cái tài liệu gì mà sống số 5 kết thúc nữa, nó nó vẫn có thể râu ri lên thêm chút xíu rồi sau đó là mình cần ba cái sóng hồi đúng không rồi sau đó là mình cần một cái sự đáp cánh đúng không rồi một cái sự đột phá đi lên để mình thu gom để nó lên tới cái con giá 2 ngàn trữ, 3 ngàn. Ok, thì đó là cái những cái gì mà vừa rồi mình chia sẻ gọi là bao nhiêu cái video mình đã chia sẻ. Nhớ cho những người nào mới bước vô cái thị trường này, bạn phải coi ít nhất 10 tới 15 tập vừa rồi, nghe của bất cứ một cái đồng nào bạn tham, bạn tham khảo. Ok, xóa luôn cái bên đây luôn ha. Ok. À, những cái thứ này nó đã xảy ra Ok và mình đã chốt lời Ok thì bây giờ là mình sẽ nó bớt Và chuẩn bị tới đây Chuyên gì sẽ xảy ra kế tiếp Ok đến đến thời kỳ khá hấp dẫn rồi, OK? Riêng vừa rồi đây là cái sự bay bổng đây. Nếu bạn nhìn bitcoin á, OK? Bitcoin á, thì nó không có nó không có bay bổng cho máy, bạn thấy không? Không có bay bổng cho máy. Còn riêng uh, Ethereum thì có một sự bay bổng, OK? Nằm trên đỉnh cũ nè nằm trên đỉnh cũ. Còn bitcoin thì nó vẫn còn nằm dưới đỉnh cũ, OK? Thì là Ethereum ngay bây giờ là đang dẫn đầu cuộc chơi chút xíu nha. Cái con giá này là con giá mà sống số 5 mình đã nói, là mình dán thẳng ở đây luôn cho bạn cái thì vừa rồi thì nó cũng đã với tới Nhưng không nghĩa là nó kết thúc nha Nó có thể với tới những cái con giá này như là 1975 1975 và hơn nữa Nhưng mà nếu mình thấy những cái tín hiệu nghe mình có thể quăng cái này qua một bên luôn đi ha mình đã, nó sẽ xử lý xong rồi thì nếu mà mình thấy tín hiệu nha là và kinh trong giá nó nói lên tất cả thì ngay bây giờ nó gọi là bập bên bập bên bập bên thôi nó không đáng lẽ là nó phải gọi là nó nó đã hoàn thành gọi là cái cái con giá ít nhất nha nhưng mà nó vẫn còn thể râu ri hơn nữa ít nhất thôi nhưng cũng đã gọi là để sống số năm thì nó cũng đã đủ rồi đủ đã đủ rồi bởi vì à, bao nhiêu lâu nay mình nói cái con giá mượn một cho bạn mà vừa rồi nó lên tới một nghìn đúng không nó có thể quay đầu hoặc râu ri lên chút xíu đã ok hai trường hợp râu ri lên thêm chút xíu rồi quay đầu hay là quay đầu luôn quay đầu luôn ngay bây giờ quay đầu luôn ngay bây giờ ok và quay đầu mình sẽ lỗi à, mình sẽ lỗi bạn, xin lỗi bạn. Okay. Xin lỗi bạn. Okay. nếu mà quay đầu luôn ngay bây giờ thì mình phải để mình dời những cái con số này qua đây thì nó sẽ rơi tầm cái cái vùng cái vùng này nha là cái vùng uh, cái uh, những cái con giá này nhưng mà cái con giá mà một nghìn bảy 62 á, 1750 162 hai là cực kỳ quan trọng bởi vì nguyên cái vùng này mình nằm ở cái vùng đó, ok? Thì cái đó là một cái chống lưng cho cái sóng sống hồi của nó, sống hồi của nó. Thì mình dán cái này lên đây. Ba cái con giá này là con giá quan trọng, ok? À, mình bỏ cái này luôn đi ha, bỏ luôn, ok? 1600 để mình mình có thể dùng cái sáu à 79 đây, cái okay, 79. 1679 vẫn giữ ở trên 1679 xác suất là lên lên và lên ok à, đây là cái mũi tên gọi là 1679 vẫn nằm trên 1679 thì xác suất là lên lên và lên ngay bây giờ à, mình xóa luôn những cái thứ này gọi là nó để cho nó chống trống chạy đi ok sóng số 5 có thể đã kết thúc nha nó đã đạt được cái điểm ít nhất có thể là 1900 rồi ok cũng giống như bao nhiêu cái số 1900 này nó đang nằm ở trong nó đã nằm ở trong cái màn hình 4 5 10 cái video vừa rồi vừa và cuối cùng nó cũng đã đạt. Một là nó có thể râu riêng lên chút xíu rồi nó hồi lại. Ok là râu ria lên những cái con giá ở đây. Hai là nó đáp cánh luôn ngay bây giờ xuống cái vùng này và xác suất là nó sẽ nằm ở 17 63. Nhớ để sống là mình lúc mà nó hồi lại ngay bây giờ là mình cần 1 2 3 nha và tới cái vùng cái vùng này 1 2 3 chứ không phải là năm sóng đi xuống hai ba bốn năm sóng đi xuống thì nó nó sẽ nó sẽ cắt ở dưới một sáu bảy mươi chín nữa là mình biết là cái ngày mà gặp lại một ngày hai một ba thì có chứ không phải là không nha thì để ý những cái sóng hồi này à, ngay bây giờ mình chưa có một tài liệu gì mà nó quay đầu hết bởi vì bạn thấy nó gọi là bập bên bập bên bập bên, bên nó tạo một cái móng thôi à, tới khi có lẽ là nó sẽ đánh lại nó đánh vỡ những cái đỉnh cũ của nó là đây ok bạn để ý cái chỗ đỏ cái chỗ này Ok, chỗ này, nếu mà thấy nó bập bên xuống lại chỗ này, chỗ này, thì mình biết nó đang tới cái, nó là cái sóng số gì, số sóng hồi đang xảy ra, cái sóng 1, 2, 3 đang xảy ra, để mình gọi là đợi lúc nó đáp cánh để mình mua vô, để mình lên mình cho cái con 2000 ngàn, 2 ngàn rưỡi, 3 ngàn, ok, nhưng mà nhớ là mình phải đợi, nghe, cái sóng số 3 này á, cái sóng hồi á, ok, cho sóng 5 lên, lên chút xíu nữa đi, ok, sóng hồi bắt đầu, 1, 2, 3, mình cần nó đạp cánh và nó có một cái sự đột phá thì mình mới mua vô chứ không là nó vẫn có thể quay đầu lại nghe để một cái trend thay đổi thì mình đã nói một ngàn lần rồi chứ không phải là một lần và đầu tiên là mình cần năm sóng đi lên nè ngay bây giờ gần năm uh, sóng đã có, đã xảy ra Ok, cái đó đóng dấu số 1 đóng dấu số 2 là mình cần ba sóng hồi lại nghe nhưng mà nó chống được ok thì đó là cái đóng dấu thứ số 2 để mình thu gom vô để mình lên mình chốt ok À, một cái trend từ xuống nè, đổi thành lên từ xuống đổi thành lên Ok thì mình cần năm sóng lên ba sóng hồi thì ngay bây giờ mình vẫn, vẫn còn đợi ba sóng hồi những người nào mới bước vô thị trường mà mình nói như vậy không hiểu quay lại bao nhiêu tập vừa rồi để coi để có kiến thức nha để sau này bạn có thể áp dụng để bằng chốt đơn đấy cái chỗ này nghe riêng mình thì mình sẽ đặt luôn 1865 Ok thế nào nó cũng phải là nó cũng phải là quay đầu Ok không quay đầu ngay bây giờ thì một chút nữa thế nào cũng quay đầu thì mình đặt cái lệnh chỗ đó, tới lúc mà đã tới chỗ đó, ok, thì nó sẽ báo cho mình, ok Và mình sẽ vô những cái lệnh sốt, nghe, những cái lệnh sốt để xuống 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 Và ở đây, nghe, cũng là có thể là một cái lệnh sốt nữa để đánh xuống, nghe Ở cái vùng, cái vùng này, ok, à, 1840, ok, còn 840 là cái con giá vừa rồi là Nếu đánh vỡ được 1840 á, thì sóng số 5 mới xảy ra, thì mình sẽ cài đặt thêm một lệnh nữa, 1840 mình có thể đánh ở trên nhưng mà mình cái cái cài đặt vậy cho mình biết là nó đang nó đang trên cái con đường đi xuống, ok? nó cắn chỗ này mình biết nó con đường đi xuống, cắn chỗ này mình biết nó con đường này đi xuống và xuống cái vùng này để nó bung lên trong có gì hết nha à, nhớ là nó phải ba sóng đi xuống chứ không phải năm năm sóng năm sóng là mệt, ok? không chỉ vậy đây là một cái thông tin khá là ok cho Ethereum mình nhìn ở đây mình rất là rối, ok, ok? À, nhưng mà để mình giải thích, ok mọi người cứ đi theo mình chút xíu, ok? mình đổi cái thằng này thành màu 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 đen đi ha vừa rồi giá đồng ở giá của cái đồng Ethereum á, đây là có thể là đây là tháng tháng tư đến giờ có nghĩa là 7 tháng rồi nó đang nằm trong cái hai cái khung xanh này và nếu bạn tắt đi tất cả mọi thứ thì bạn mới thấy thì nó đang nằm ngay chỗ cái điểm chỉ xanh luôn đang đợi cái thời kỳ chuẩn bị phá vỡ ok à, nhìn đây rất rối bởi vì có cả ngàn thứ ở trên đúng không mình đã chuẩn bị một cái màn hình sẵn cho bạn rồi thì ở đây đây thì nó đang nằm ngay chỗ này vừa rồi nó có râu rìa lên chút xíu nghe à, có thể là nó rồi mình có thể chỉnh sửa lại chút xíu là gọi là nó nó đang đụng cái vành xanh thôi nghe nhưng mà mình cần một sự đột phá đột phá đây mũi tên đây mình có thể dời nó qua đây mình cần một sự đột phá và nếu mà nó có một sự đột phá ở đây á ok thì nó sẽ lên với những con giá kế tiếp là hai 20, hai và hai là cái 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 cái, cái 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 hai cái con giá nó sẽ với kế tiếp ok nó có, nó sẽ có sóng năm sóng đi lên đây chỉ là sóng 1 thôi sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5 thì đó là riêng trong cái đồng ethereum về hình hài một cái hình tam giác chiếu chút đầu đi xuống như vậy thì là 60 trăm sẽ phá vỡ đi lên ngay bây giờ nếu bạn gọi là tí Mỹ Ok thì nó cũng đã phá vỡ chút chút rồi đó Ok nhưng mà râu ria thôi bạn thấy nó vừa rồi nó râu ria ra xong nó hồi lại ok ở đây mình cần một sự đột phá mạnh bạo ok thì nó mới có những cái con giá này và xác suất nha và xác suất ok thì nó sẽ có nó sẽ lên cái đỉnh vừa rồi của nó là cái con giá này và nó lên cái đỉnh đầu tiên của nó trong cái hình hài luôn thì nó sẽ lên cái con giá này ok thì đó là hai cái con giá mà mình đang mình đang chuẩn bị tới đây sẽ gặp nhà chuẩn bị tới đây sẽ gặp ok uh, nhưng ngắn hạn nghe có thể là ngay bây giờ là nó đã kết thúc sóng số 5 rồi nó có thể râu ri lên chút xíu nữa rồi nó hồi, râu ri lên chút xíu thôi, nghe cái vùng này thôi. Rồi rồi. 1975 2001, 2001, cái 2001 thì hơi bị xa đó. Ok, đâu khoảng cỡ 1975 mà okay. cái rồi sau đó nó hồi. Nhưng có vẫn có thể 2001 bởi vì gì? <laughs> bởi vì sao? Nó đang nằm trong một cái hình hài như vậy. Ok thì xác suất 60% là nó sẽ bung, bung. Ok. Thì đó là bạn có một cái sự chuẩn bị sau khi nó hồi nếu mà nó cắn cái con này con này, ok, thì mình biết nó tới đây rồi sau đó là, ok, mình cần một sự đáp cánh, một sự phun uh, mạnh bạo đi lên rồi mình thu gom vô để mình lên mình chốt cái con hai nghìn rưỡi ba nghìn, không có gì hết, xóa luôn cái này. Um, vừa rồi nha, nó 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 phá vỡ cái đỉnh cũ của nó, cái okay, riêng cái đồng ethereum, ok, phá vỡ đỉnh cũ này, các okay, bạn có thể thấy uh, btc thì không có phá vỡ đỉnh cũ nghe BTC thì không có phá vỡ cái đỉnh cũ của nó, ok? thì Ethereum ngay bây giờ là nó nó mạnh hơn. À, nghe bây giờ rõ này, hồi nãy cũng đã nói, không có một cái mình không có một cái tài liệu gì á, mình nói là nó 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 ngừng tại đây, nó có thể quay đầu đi xuống, bởi vì ngay lần nó nó đang nằm chính giữa thôi, đang bập bên thôi, nghe. Ngoại trừ nó xuống nó cắn hai cái chỗ này thì mình biết nó đang quay đầu đi xuống nếu nó trắng nó cắn cái đỉnh cũ của nó luôn á để ý cái đỉnh cũ của nó cái đỉnh cũ của nó là gì 1093 gần cái okay, 1093 mà nếu mà nó cắn cái đỉnh cũ ở đây mình có thể dời lên đây mình kéo cái con này lên ok 1093 nếu mà nó cắn cái đỉnh cũ của nó thì mình biết là cái gì xác suất là nó râu ria lên chút xíu nữa rồi nó hồi ok khá là dễ để hiểu đúng không không quan trọng nó đi hướng nào ngắn hạn thì mình vẫn có thể chốt đơn chốt đơn và chốt đơn lên trên 19 lên trên 1913 đúng không à, 1913 đây bỏ cái con số đây luôn xin lỗi cho bạn à, mình đang ở nhà chứ không phải ở văn phòng nên chó nó hơi hơi ồn ok 1093 à, đánh vỡ 1093 thì xác suất là nó sẽ đắp cánh ở cái vùng này nha nếu mà nó bập bên đi xuống ok rõ ràng là nó bập bên đi xuống thì rõ ràng là mình sẽ mình sẽ mình sẽ gì mình đợi nó tới đây tới đây thì mình biết nó sẽ đắp cánh ở cái vùng này ok để mình coi thử À, mình zoom vô cái khung 4 giờ và đừng quên cái đường chỉ màu xanh này nha nó đã đi với mình khá lâu rồi ok vẫn có thể sử dụng nó à, thì để zoom vô lại chút xíu thì ngay bây giờ đây cái đường chỉ màu xanh này của mình thì nó là một cái gọi là một cái kháng cự mình xin lỗi bạn đường chỉ màu xanh đó là cái cái đường chỉ lớn của mình nghe xin lỗi xin lỗi ok đây ok đi với mình từ tháng 4 đến giờ ok nếu mà đột phá thì sẽ nó sẽ gọi là rất là mạnh bạo ok Vậy thôi, vậy thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Đây, để ý cái vùng này. Nếu mà nó đột phá bởi vì vậy á, mình cho bạn những con giá khá cao bởi vì sao? Đây. Bởi vì nó đã nằm trong cái vùng xanh này rất là mạnh bạo rồi. Lặng quạng chỗ này nó sẽ có một sự đột phá mạnh. Đúng không? Lên. Rồi cái, okay. rồi sau đó mình mới có cái sóng hồi xuống cái vùng này. Ok, vùng này. Thì đây là những con giá kế tiếp. Bởi vì nó đã nằm trong cái khung này khá là lâu rồi. Ok. Thì cái đồng Ethereum làm của đồng nên quan tâm à, những giờ và những ngày tới đây. Vậy thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong video này. Xin chào mọi người.